tinh 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 thủ đô Paris nước Pháp xin hân hoan chào đón A Páo và cùng đoàn nghệ thuật Việt Nam sang trình diễn tại dịp Noel 2023, chào đón mùa xuân Giáp Thìn 2024. Như vậy là A Páo đã có một đêm diễn tại thủ đô Paris hoành tráng, nơi tráng lệ của nước Pháp thân yêu. Vâng, một chương trình nghệ thuật đặc sắc và thành công. A Páo đã được thưởng thức đi xem ở nước Pháp như thế nào, các cái cung đường hết sức là tuyệt vời trong màn đêm, mà A Páo có thể nói là lần đầu tiên của mình may mắn trong cuộc đời đến với châu Âu, và nước Pháp là nơi đầu tiên A Páo đặt chân. Như vậy là A Páo đã có một đêm diễn thành công tại nước Pháp, và A Páo lại lên đường sang với thủ đô Berlin của nước Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, để có tiếp tục chương trình sâu diễn của mình vòng quanh châu Âu. Có thể nói A Páo, nhạc sĩ ca sĩ Ngô Sĩ Ngọc, chủ nhân ca khúc Tìm Em Cô Gái, Tìm Em Cô Ví Sông Lam, đã mang tiếng hát của mình đến với bạn bè muôn phương thế giới. Và có thể nói chúc cho A Páo thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công, có một chuyến lưu diễn thật là tuyệt vời, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong bạn bè quốc tế, bạn bè các cái du khách của nước ngoài, cũng như kiều bào ta đang sống, sinh sống, học tập, làm việc, công tác tại châu Âu nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Hy vọng rằng A Páo sẽ có một chuyến đi thật là ý nghĩa, một sự trải nghiệm thành công mỹ mãn. Chúc A Páo thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công. 10 điều thú vị nhất về A Páo. Điều thú vị nhất đó là A Páo là một người tại Tân Kỳ, Nghệ An, nhưng đã lên với Đồng Văn, Hà Giang, nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, để sinh sống, để làm việc tại Phòng Văn hóa Thể thao Du lịch huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, và để lập nghiệp ở nơi đây. Điều đó đã tạo nên con người A Páo thật là mộc mạc, thật là rắn rỏi, thật là nhung nhớ, bởi vì là một người con tha phương, tha phương cầu thực. Vâng, tại vì xã Nghĩa Đồng là một xã thuần nông, chúng ta nhìn thấy những cánh đồng lúa hết sức là thơm ngát, xanh mờn mờn bên dòng sông Lam. Thứ hai, cao nguyên đá Đồng Văn là nơi ngôi nhà thứ hai của A Páo, là bởi vì A Páo đã có anh trai của mình là nhạc sĩ, ca sĩ Ngô Sĩ Tùng, phó trưởng đoàn văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Giang. Cho nên để lên với Hà Giang để cùng có ân và có em. Và một điều nữa, đó là vợ của A Páo là người Hà Giang. Vâng, cô giáo dạy tại trường mầm non Trung Mũng Sa Mai, Thải Pì Lèng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thứ ba, nhạc của A Páo là một phong cách nhạc được đào tạo chuyên sâu opera 4 năm tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tại Thái Nguyên. Nên khi lên với cao nguyên đá Đồng Văn thì khi hát các cái ca khúc về xứ nghệ, về non sân nước biếc, về quê hương Việt Nam thì nó rất là hùng vĩ, nó tạo nên một cái sức sống vô cùng mãnh liệt của những người con ở nơi núi non hiểm trở, điều kiện tự nhiên còn rất là khắc nghiệt, thì nói lên cái sự mạnh mẽ, sự hồi sinh giữa núi rừng. Chúng ta cất lên tiếng hát, tiếng kèn vang vẳng cả núi rừng, mà chỉ có nhạc opera, nhạc đỏ mới có thể mang lại những điều tuyệt vời nhất. Thứ tư, dòng sông Nho Quế là một dòng sông của lịch sử, gắn liền với rất nhiều di tích và trải qua rất nhiều các tỉnh của Tây Bắc, từ Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái. Chúng ta thấy dòng nước nó trong xanh trong buốt như là ngọc ngà vậy. Và đặc biệt, hai bên của dòng sông Nho Quế thì có hoa mọc miên nở màu đỏ rất là tuyệt vời. Màu đỏ tượng trưng cho sự hy vọng, sự hồi sinh, sự phát triển của con người đi lên. Và đấy là một cái điều duyên rất là lớn mà nhạc sĩ của chúng ta có được. Thứ ba, sau bao năm lên với Đồng Văn, Hà Giang thì A Páo cũng đã mua cho mình được một cái miếng đất nho nhỏ tại bên kia của sân Nho Quế, thuộc về tỉnh Cao Bằng, nhưng mà sẽ tạo thành một cái điểm dừng chân
đối với khách thập phương trong nước cũng như là nước ngoài khi đến du lịch với Hà Giang, với Tây Bắc của Việt Nam. Điều thứ năm thú vị về A Páo đó là dù đi xa quê nhà nhưng mà A Páo vẫn rất thèm cái món cháo lươn của Nghệ An. Vâng, cháo lươn xứ Nghệ rất nổi tiếng. Và khi lên với Tây Bắc thì chúng ta biết rồi, người miền Trung mà đặc biệt là người Bắc Trung Bộ từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì uống cái rượu á, vì do là nước ở cái dòng sông á, nước suối rất là tinh khiết, cho nên là uống cái rượu có cái độ cồn rất cao. Nên là khi lên với Tây Bắc thì đúng là gặp cái rượu của cái đồng bào dân tộc của chúng ta thì rất là tuyệt vời. Vâng, rượu rất là nặng, uống là phải say, đã uống là phải say, mà không uống thì thôi. Đấy là một cái điều tuyệt vời của A Páo. Điều tuyệt vời thứ 6 của A Páo là A Páo đó là một ông bố bỉm sữa tuyệt vời. Khi ở nhà vừa chăm hai đứa con, nào là từ ăn uống chợ búa giặt giũ, rồi bắt đầu gửi con tới trường, rồi bắt đầu mình đi làm video, đi quay phim, chụp hình, để hát hò gì đó, rồi sau đó lại về. Đấy là cái điều thứ 6 đặc biệt của A Páo. Thứ 7, A Páo là một người sống rất là tình cảm, bởi vì bố mất từ nhỏ cho nên là lớn lên trong cái tình yêu thương của mẹ, của ân của chị, cho nên là A Páo của chúng ta là một con người giàu cảm xúc, giàu tình yêu thương và rất là hòa đồng với mọi người, ăn nói thì lưu loát. Một con người dù nhỏ tuổi, sinh năm 88 thì năm nay là 37 tuổi tính về tuổi âm, còn không thì 36 tính về tuổi dương, nhưng mà có một cái sự trải nghiệm cuộc đời rất là sâu sắc. Điều thứ 9 tuyệt vời của A Páo đó là một chàng trai mạnh mẽ, đi đây đi đó, cho nên là có một cái cơ thể có thể nói là rất là khỏe khoắn, cho nên là có một cái sự làm việc, cống hiến, nguồn năng lượng rất là tuyệt vời. Điều này thì chúng ta để ý, tất cả những người mà thổi được sáo là cần phải âm hơi rất mạnh. Và đặc biệt là những người mà đào tạo để hát nhạc opera, nhạc thính phòng hoặc là nhạc đỏ thì chúng ta thấy là cái âm hơi rất là lớn thì mới là hát được cái giọng nhạc này. Và điều thứ 10 của A Páo mang đến cho quý vị khán giả chúng ta rất nhiều điều, đó là A Páo là một con người duyên dáng, hài hước nè, an hình và rất là đẹp trai. Cho nên là chúng ta thấy là A Páo thì có cái khuôn mặt chữ điền, cho nên là người đàn ông mà có khuôn mặt chữ điền thì rất là đào hoa, rất là duyên dáng và rất là có cái khiếu ăn nói, làm cho phụ nữ rất là thích thú. Người ta gọi là đây là cái nét đào hoa của người đàn ông mà ông trời đã ban cho khuôn mặt của người trái xoan. Có một cái giọng miệng thì to là sang trọng này, lời nói thì rất là ấm áp, ngọt ngào, dễ đi vào lòng người. Thì đấy là 10 điều thú vị về A Páo. Chúc cho A Páo thật nhiều sức khỏe và có lúc chuyến lưu diễn thành công. Tin 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 thủ đô Paris nước Pháp, xin an hoan chào mừng A Páo cùng đoàn nghệ thuật Việt Nam đang có chuyến lưu diễn mừng xuân Giáp Thìn 2024 tại chợ. Kính thưa quý vị, như vậy là năm mới Giáp Thìn đã tới. A Páo, nghệ sĩ của chúng ta, tên đầy đủ là nhạc sĩ ca sĩ Ngô Sĩ Ngọc, sinh năm 1988, quê tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang hơn 10 năm nay. Vâng, A Páo đang có chuyến lưu diễn đầu tiên của mình trong cuộc đời tại châu Âu, nước Pháp, nơi thủ đô Paris tráng lệ, thành phố đầy hoa và màu sắc lung linh huyền ảo chào đón A Páo. Sau khi lưu diễn tại Pháp, A Páo đã lên đường sang nước Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Munich và tiếp tục sang Séc, tiếp khắc Romania, Albania, vâng. Như vậy là khép lại một năm 2023 rất thành công. Cần A Páo cho đến ngày mồng 3 tháng 1 của năm 2024 đã đạt con số 401.000 lượt đăng ký kênh. Kênh của ca sĩ Ngô Sĩ Ngọc đã đạt 150.000 khán giả đăng ký kênh. Như vậy là kết thúc một năm Quý Mão 2023. Đại sứ du lịch A Páo, nhạc sĩ ca sĩ Ngô Sĩ Ngọc của chúng ta rất thành công. Ca khúc Tìm Em
Cầu Ví Sông Lam hiện bây giờ đã đạt 19 triệu view sau hơn 1 tháng. Như vậy là A Báo đã kết thúc năm của mình Quý Mão 2023 rất thành công tính về mặt dương lịch. Còn về mặt âm lịch thì vẫn là năm Quý Mão. Vâng, kính thưa quý vị, A Báo là một con người thân thiện, hòa đồng và rất gần gũi. Cuộc sống của A Báo đã có vợ là cô giáo dạy tại trường Trung Mụng Sao Ma tại Thải Vì Lèng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, một cô con gái 5 tuổi và một bé trai tầm hơn 2 tuổi. A Báo của chúng ta được sinh ra, được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu truyền thống về nghệ thuật và yêu ca hát. Bố là thành viên của đoàn ca múa nhạc quân khu 4. Mẹ A Báo cũng hát rất hay. Anh trai của A Báo, nhạc sĩ ca sĩ Ngô Sĩ Tùng, hiện là phó trưởng đoàn văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Giang. A Báo cũng là người công tác tại phòng văn hóa thể thao và du lịch huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cái tên A Báo Nghệ Dân đã đến với quý vị khán giả trong năm 2023 rất thân thuộc. Và các khúc Tìm Em Cầu Ví Sông Lam kể về mối tình đầu của A Báo cũng đã được quý vị khán giả bốn phương hết sức là yêu thích với những lời ca thật ngọt ngào. Chúng ta chúc cho A Báo bước sang năm mới Giáp Thìn 2024 mã đáo thành công. Chúc cho nhạc sĩ ca sĩ Ngô Sĩ Ngọc, nghệ dân A Báo của chúng ta sẽ có được những tác phẩm hay, những tuyệt phẩm mới trong năm 2024 này, năm A Báo tròn 37 tuổi. Hy vọng rằng năm con rồng A Báo sẽ được cất cánh bay cao, tiếng hát sẽ bay khắp bốn phương trời. Xin chào ngày mới an lành và bình yên tới tất cả quý vị khán giả bốn phương. Kính thưa quý vị, như vậy là A Báo của chúng ta, nhạc sĩ trẻ tài năng Ngô Sĩ Ngọc, sinh năm 1988, chủ nhân ca khúc Tìm Em Cầu Ví Sông Lam, Hà Tĩnh Quê Ơi, Quảng Bình Yêu Thương, Con Yêu Mẹ, Thẩm Mạ Đèo. Vâng, vô vàn ca khúc tuyệt vời về Hà Giang, về công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn, huyện Đồng Văn, về núi rừng Tây Bắc, về sông Nho Quế. Vâng, công viên địa chất Hà Giang, Đồng Văn, nằm giữa sông Nho Quế, sân biếc, với cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, khắc khoải cho chúng ta một cái sự tuyệt đẹp của thiên nhiên đã ban tặng ưu ái cho con người Việt Nam, mảnh đất Việt Nam nói chung và Tây Bắc, Hà Giang, Đồng Văn nói riêng. Vâng, giữa dòng sông Nho Quế xanh biếc, hoa mọc miên nở đỏ thắm, những con thuyền du lịch trên dòng sông tạo thành một khung cảnh núi non hùng vĩ, xanh biếc, tâm hồn thanh thản an yên, giúp chúng ta chào đón một năm mới Giáp Thìn 2024 với một niềm tin và hy vọng về một tương lai, một năm mới hứa hẹn những điều tuyệt vời ở phía trước. Kính thưa quý vị khán giả bốn phương, A Báo đang có chuyến lưu diễn tại châu Âu và bây giờ thì đang công diễn tại Rumani. Vâng, kính thưa quý vị, đi qua nước Pháp, thủ đô Paris tráng lệ, thành phố Munich, Cộng hòa Liên bang Đức với sự sầm uất và đồ sộ, Cộng hòa Séc, tiệm khắc, Ba Lan và tiếp đến là Rumani và Albania. Chúng ta nhìn thấy A Báo đã mang văn hóa của Việt Nam đến với châu Âu, mang những nét đặc sắc bản địa của văn hóa Tây Bắc vùng cao đến với cộng đồng kiều bào của chúng ta đang sinh sống, học tập và làm việc tại châu Âu nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an để chào mừng một năm mới Giáp Thìn 2024 toàn thắng.